Nay chúng mình sẽ chữa cho các cháu cái đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, đề thi kiểm tra học kỳ 1 lớp 12 nhá. Thời gian làm bài là 50 phút, 40 câu. Được chưa? Thì theo như cấu trúc bình thường của một cái tờ đề thì nó luôn luôn có cái phần là cho nguyên tử khối này. Thì thực ra thì những cái bạn nào mà học hóa ấy, thì lại không cần quan tâm đến chỗ vấn đề này. Nhưng mà những bạn nào mà không học hóa thì lại rất là cần. Đúng không ạ? Bây giờ mình sang câu đầu tiên ạ. Nhớ là những cái câu này là những câu cực kỳ dễ nên chúng mình rất là mong muốn là các cháu vừa làm các cháu vừa comment đáp án và coi như một lần là chúng ta học thuộc được lý thuyết luôn ạ. Okay, cảm ơn cả nhà. Hãy chia sẻ lại buổi học này vì đây là buổi học free ạ. Và giúp cho mình tất cả các bạn và cháu vào đây vậy ạ. Okay, ạ. Câu số 1 ạ, chất có phản ứng màu bí ure ạ. Là gì ạ? Bí ure chúng ta phải nhớ là nó là đi từ những anh mà tripeptide trở lên đúng không các cháu? Nó đi từ những anh tripeptide trở lên. Thế thì anh này là glyvalin, nó là dipeptide vứt. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ có các anh đi từ tripeptide trở lên thôi. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Ok, ở đây chúng mình vừa nhìn thấy có cháu Vũ Đức Hải nói là cháu mất gốc ăn mòn. Cái ăn mòn hóa học là một trong số những phần cực kỳ khó nhá Hải nhá. Cực kỳ khó trong phần đại cương hữu cơ, phần đại cương vô cơ của chương trình hóa học lớp 12. Nhưng mà phần này đã được chúng mình cân thông nhá. Chúng mình đã cân thông ở bên trong cái khóa full video của chúng mình rồi. Có nghĩa là tất cả các bạn nào học khóa full video của chúng mình thì được chúng mình thông não rồi. Nếu mà video livestream này của chúng mình hôm nay được 500 share thì chúng mình sẽ up cái video về ăn mòn điện hóa lên cho các cháu. Được chưa? Xem là chúng mình thông cái thông não cho các bạn cái phần này như nào. Nếu video ngày hôm nay được 500 share nhá thì chúng mình sẽ share cái video, chúng mình sẽ công chiếu cái video và chúng mình dạy về cái ăn mòn điện hóa để cho các cháu nhá. Anh em nào mà share đủ 200 thì ok. Là mình tiếp ạ, câu số 2 ạ. Xét sơ đồ chuyển hóa. Xét sơ đồ chuyển hóa gly sin cộng HCl để tạo thành X cộng NaOH để tạo thành Y. Thế thì glycine và cộng HCl ấy, thì nó sẽ tạo, đầu tiên mình phải nhớ được công thức của glycine đã. H2N này, CH2 này, COH đúng không ạ? Thì anh này mà cộng HCl ấy, thì nó sẽ tạo thành là CLH3N CH2 COH được không ạ? Thế thì cái anh này ạ, cái anh này mà tác dụng với NaOH thì nó sẽ tạo thành Y là H2N CH2 COO NA. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ cả nhà? À, đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Ok, cảm ơn rất nhiều cháu đã nhiệt tình comment đáp án này. Nguyễn Hà này, Trần Phương Hoa này, Vũ Đức Hải này, Phạm Khả Duy này, Sữa Sữa này, Lê Lưu này, Vũ Vũ Linh này. Ở đây chúng mình đã vừa mới có một cái lời hứa với các cháu là nếu video live stream ngày hôm nay được trên 500 share thì chúng mình sẽ công chiếu cái video độ cho các cháu phần ăn mòn nhá. Đảm bảo là bao xịn luôn, xem một phát hiểu hết luôn, được chưa? Rất là mong muốn các cháu hãy cùng các bạn nhiệt tình share buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ, mình sang câu tiếp nhá. Câu tiếp theo là câu số 3. Polymer có cấu trúc mạng không gian, mạng lưới là polymer nào sau đây mà lại có cấu trúc mạng không gian hay là còn được gọi là mạng lưới ạ? Mạng không gian hay còn được gọi là mạng lưới. Yêu cầu ở đây đề bài nói chúng ta là cấu trúc mạng không gian. Thế thì mạng không gian ấy thì cái anh PVC không phải là mạng không gian nhá, nó là mạng không phân nhánh. PE cũng là mạng không phân nhánh. Được chưa? Amylopectin là mạng phân nhánh chứ không được gọi là phân gian, không được gọi là không gian. Vậy ở đây ạ, cái mà polymer có cấu trúc mạng không gian hay còn được gọi là mạng lưới thì nó là cao su lưu hóa cả nhà nhé. Cao su lưu hóa, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok cả nhà thấy có dễ không ạ? Những cái câu này rất là dễ thôi nên là chúng ta cố gắng là chúng ta cùng comment đáp án cùng với lại chúng mình để mà một lần nữa chúng ta cùng học lý thuyết hơn nhá. Ok ạ. Câu số 4 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳnh đi hóa xanh? Mình comment đáp án để chứng tỏ là mình là một người biết nhỉ. Mình là một người giỏi. Và ở đây câu số 4 ạ. Câu số 4 đây chúng mình tuyên dương cháu comment đầu tiên đáp án câu số 4 là cháu Thùy Dung ạ. Cháu Vũ Vũ Linh cũng là một trong số những bạn mà comment đáp án câu số 4 đầu tiên. Đặng Kim Uyên cũng vậy luôn. Đây là một sự thi đua giữa miền Nam, miền Bắc và miền Trung ạ. Khi mà các cháu comment đáp án các cháu hãy comment xuống dưới là cháu ở miền nào ạ, miền Nam, miền Bắc hay miền Trung để comment xem là bạn nào comment nhanh nhất ạ. Ok ạ. Câu số 4 ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hãy nhanh tay chia sẻ là buổi học này cũng như là test tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Nếu video live stream ngày hôm nay được trên 500 share, chúng mình sẽ share cái video độ phần ăn mòn dành cho các cháu nhá, chúng mình độ hóa. Ok ạ, câu số 4, dung dịch chất nào sau đây làm quỳnh tím hóa xanh? Chúng ta lưu ý cho chúng mình ạ. Anilin thì không làm quỳnh tím đổi màu, nhớ chưa? Anilin thì không bao giờ làm quỳnh tím đổi màu. Còn anh này là glycine ạ, glycine này một nhóm COH, một nhóm NH2. Vậy thì số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nhé các cháu nhé. Và bởi vì số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nên suy ra
không làm đội báo quy. Được chưa ạ? Anh tiếp theo ạ, anh này là C2H5 NH3Cl. Anh này rất là quan trọng, các cháu lưu ý này. C2H5 NH3Cl thì được tạo bởi từ C2H5 NH2. Cháu này là bazơ mạnh, bazơ. Anh này đi từ NH3Cl thì đi từ HCl, anh này là axit mạnh. Dĩ nhiên HCl là axit mạnh. Anh này là bazơ thôi thì chắc chắn là môi trường sẽ phải nghiêng về môi trường axit nhá. Vậy anh này môi trường axit thì không thể làm quỷ tính hóa xanh được. Loại đáp án D. Còn này, anh này, CH5NHCH3 hay còn được gọi là etin metinamin. Anh này được gọi là amin bậc 2 nên lúc nào cũng làm quỷ tính hóa xanh. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Có bạn Lê Nhật Hào ở, để ở đâu? Để ở ngay trên ua của fanpage chúng mình nhá. Hello chào Thanh Thơ, hello chào tất cả các cháu, chào Đức Anh, chào Lê Lưu, đúng rồi, các cháu xe mạnh lên ạ. Hello chào Đỗ Thị Ngọc Hoa, Ngọc Hoa quê Thái Bình là quê hương của chúng mình ạ. Vũ Vũ Linh miền Trung, trời ơi miền Trung yêu thương, hello chào Vũ Vũ Linh miền Trung yêu thương, chúng mình rất là quý các bạn ở miền Trung nhá. Chúng mình rất hay vào Huế chơi. Đấy. Rất là mong muốn tất cả các cháu nhiệt tình chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay ạ. Để buổi học ngày hôm nay được trên 500 xe thì chúng mình sẽ chia sẻ cho các cháu cái video mà chúng mình độ phần 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 ăn mòn điện hóa cho các cháu. Yên tâm học một phát là khủng luôn. Không phải nói năng gì nhiều ạ. Cực kỳ dễ hiểu luôn, bởi vì tất cả các bạn học offline cũng như online của chúng mình đều đã hiểu phần này ạ. Ok ạ, câu số 5 ạ. Polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Nào, xem nào. Trong này polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Cái này cần chúng mình độ rồi đấy ạ. Câu số 5 ạ. Polymer nào sau đây chứa thành phần nguyên tố nitơ? Thì polybutadien nó chính là C4H6 tất cả N lần. Anh này chỉ chứa carbon và hydro thôi nên là vứt nhá. Polyethylene nhá. Polyethylene là CH2H4 tất cả N lần. Thì anh này cũng là hydrocarbon rồi nhá. Được chưa ạ? Đấy, cũng chỉ có carbon và hydro. Polyvinyl chlorua CH2CHCl. Anh này chỉ có C, chỉ có H và chỉ có Cl nên cũng vứt luôn. Được chưa? Vậy cuối cùng chúng ta chỉ có anh polycaproamid thôi. Anh polycaproamid nó có dạng H2NRCO và chúng ta nhìn thấy nó hoàn toàn có nguyên tố nitơ ở bên trong cái cấu trúc của thằng polymer này nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, được chưa? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang comment rất là nhiệt tình đáp án của buổi ngày hôm nay. Thank you cả nhà. Các cháu chú ý là theo dõi fanpage của chúng mình để nhận đề liên tục nhé. Bởi vì là đề của chúng mình update liên tục trên fanpage là các cháu nhớ đặt xem trước fanpage của chúng mình. Ở đây có cháu Ly nhờ chú Minh ở gần thành phố Thái Bình, ở Đông Hưng Thái Bình nhé. Chào Lê Lưu quê miền Trung. Và cảm ơn bạn Đặng Thị Kim Uyên này, Nguyễn Thành Đạt này, Haru Naono Hana này comment đáp án 5A rất là chính xác luôn. Thanh Thơ lớp 9. Chào Thanh Thơ. Uầy, có rất nhiều cháu comment đáp án câu 9. Bây giờ mình sang câu số 6 ạ. Câu số 6 hiện tại đang đứng top là bạn Nguyễn Hà luôn. Bạn Nguyễn Hà đang đứng top câu số 6 với comment là đáp án 6B, sau đó bạn Phạm Thu, sau đó bạn Vũ Đức Hải. Ok ạ, cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ buổi học này để nó được trên 500 xe. Khi buổi học này được trên 500 xe thì chúng mình sẽ ngay lập tức public cái video mà độ cho các cháu về phần ăn mòn. Yên tâm ạ, tất cả các bạn học cái video phần độ và ăn mòn của chúng mình đều hiểu hết từ chân tơ kẽ tóc đến gốc tích nhá. Nguyễn Hà miền Trung, hello chào miền Trung thân yêu. Chào miền Trung thân yêu nhá. Trai miền Bắc chào gần miền Trung. Miền Trung, gần miền Trung có người yêu chưa? Lên đây để chúng mình độ để kiếm người yêu cho nào. Học hoặc xem video livestream của chúng mình nhá. Vừa học giỏi hóa mà lại vừa có người yêu thế mới kinh. Rất nhiều bạn đã như vậy rồi, thành công luôn, thành công cuộc đời luôn. Nào, mình có câu số 6 ạ. Câu số 6 đáp án gì anh em nhỉ? Câu số 6 ạ, tơn nitron dai và bền với nhiệt. Tơn nitron dai và bền với nhiệt. Giữ nhiệt tốt thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây để tạo thành polymer dùng để sản xuất tơ nitron? Nitron, anh này ạ. Anh này thì phải trùng ngưng với lại nhá, anh này thì phải trùng ngưng rồi. Trùng ngưng với axit adipic để tạo thành nylon 6,6 nên là vứt. Được chưa? Anh này thì là trùng hợp để tạo thành polypropylene chứ không phải tơ nitron. Anh này thì trùng ngưng, được chưa? Anh này thì trùng ngưng để tạo thành gì ạ? Anh này thì trùng ngưng để tạo thành nylon 6 nên là vứt tiếp. Vậy ở đây trùng hợp để tạo thành tơ nitron đấy, trùng hợp đấy. Trùng hợp nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CH2 CH CN. Anh này có tên gọi là tơ nitron. Được chưa?
Đấy các cháu phải nhớ luôn nhá, dệt vải may quần áo ấm, mùa này là mùa lạnh đấy, chúng ta phải nhớ cái phần này. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Trong đề thi học kỳ của các trường rất hay hỏi những cái câu như thế này nhá. Câu số 7 ạ. Câu số 7 là một câu tính toán. Xà phòng hóa hoàn toàn một lượng là 13,2 gram CH3COCH5. Để chúng mình viết phương trình để cho các cháu nhìn. Xà phòng hóa hoàn toàn. Đây. Xà phòng hóa hoàn toàn 13,2 gram CH3COOCH2H5. Được chưa? Bằng một lượng dung dịch là AOH thì chúng ta tìm được số mol ạ. Nào chúng ta tìm được số mol này. 13,2 chia cho phân tử khối này là 88. Thì có phải bằng 0,15 mol không ạ? Có phải bằng 0,15 mol ạ? 0,15 mol. Thì có phải tác dụng với lại NaOH vừa đủ thì mình thu được là CH3COO CH3COONa ạ. CH3COONa, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol anh này bằng 0,15 mol. Và 0,15 thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng là 0,15 nhân với 82 thì bằng 12,3 gram nhá. 12,3 gram, đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta ở đây là đáp án C, rất rất dễ ạ. Ok, thank you cả nhà đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình test tất cả các bạn cháu vào đây ạ. Ở đây có cháu Nguyễn Hà chưa có người yêu ạ. Các thanh niên nào mà chưa có gấu muốn tuyển gấu đi chơi đêm Noel thì có thể trực tiếp inbox cho cháu Nguyễn Hà. Trần Lương Mai Nam, bạn ấy bảo là hai chất à, chất y là chất nào sau đây mà cháu ơi, chất y là chất nào sau đây mà Trần Lương Mai Nam đây ạ. Bởi vì là anh này cho vào tác dụng với NaOH thì anh này NaOH tác dụng với gốc đằng sau là tạo thành NaCl rồi nhá, nên nó tạo thành H2N2CO2 nhé. Trần Lương Nguyễn Nam của thân cháu chắc bây giờ mới biết. Trần Lương Nguyễn Nam hiểu chưa? Ok, mình sang câu tiếp nhé. Câu số 8. Câu số 8 ạ, chắc là cái bạn Trần Lương Nguyễn Nam này chưa học chúng mình rồi, Trần Lương Mai Nam này chưa học chúng mình rồi. Ok ạ. Sang câu số 8 được không ạ? Cả nhà cùng comment đáp án câu số 8 xem đáp án gì ạ. Câu số 8 ạ. Cho các este số este phản ứng với dung dịch NaOH nhưng chú ý là sinh ra ancol ạ. Lưu ý ở đây là sinh ra ancol nhá. Đấy, lưu ý ở đây là đề bài bảo với chúng ta là sinh ra ancol. Nào nào nào. Etin format. Thế thì cái anh etin format đấy. Etin format. Etin format là sinh ra ancol, là ancol etylic nhá. Vinin acetat đây cháu này. Cháu này cháu đặc biệt CH3COO CH nối đôi CH2. Cháu này mà thủy phân trong dung dịch NaOH ấy thì nó không sinh ra được, nó chỉ sinh ra là CH3COONa và một anh là anh anhydride là CH3CHO thôi nhá, chứ không sinh ra ancol, nên cháu này vứt này. Vinylacetat là không sinh ra ancol. Được chưa? Triolin là chất béo nhá. Triolin nó là chất béo và chất béo thì khi mà thủy phân thì nó sẽ sinh ra được là glycerol nhá. Glycerol. Metinacrylat. Metinacrylat thì khi mà thủy phân trong môi trường NaOH thì nó sẽ sinh ra metilic, ancol metilic. Còn phenylacetat đây, phenylacetat CH3COO C6H5 mà cộng với lại NaOH thì cháu này nó sẽ tạo thành là CH3COONa cộng với lại C6H5ONa cộng với lại H2O thì cháu này không sinh ra ancol nên vứt nốt. Vậy ạ. Vậy ạ. Số este mà phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng mà sinh ra ancol ấy ạ. Được chưa? Thì nó là 1 2 3 ba cháu các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Có C, có rất nhiều cháu bị sai câu này ạ. CH3CHO thì tên nó là aldehyde acetic các cháu nhé. Nhớ chưa? Aldehyde acetic. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này. Chắc là có khá nhiều cháu bị toang ở câu số 8. Yên tâm đi ạ, có chú Vinh Độ đây rồi nhá. Yên tâm ạ. Nào. Có nhiều cháu bị hiểu nhầm đấy ạ, là glycerol nó cũng là ancol nhá các cháu nhớ nhá, glycerol cũng là ancol. Câu số 9 ạ. Câu số 9. Tơ ni lông 6,6 là một loại. Mình có là etin format này, triolin và metin acrylat nhá. Câu số 9 ạ, ni lông 6,6 là một loại gì? Nào, các cháu cùng comment xem nào. Câu số 9 ạ, tơ ni lông 6,6 là một loại gì? Loại gì ạ? Tơ acetat hay tơ vinylic hay tơ polyester hay tơ polyamide? Phần này các cháu rất là sợ đúng không?
Nhưng mà đáp án đúng chúng ta ni lông phải 6,6 nhé. Thì công thức nó đây ạ. NH này 1, 2, 3, 4, 5, 6 NH CO 1, 2, 3, 4, 5, 6 CO. Đây. Đấy. Đây là ni lông 6,6 công thức của nó. Thì nó có liên kết NHCO, các cháu nhìn kỹ này. Và bởi vì nó có liên kết NHCO này nên nó còn được gọi là terpolyamid nhé. Terpolyamid. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok không ạ? Đấy, mình xong câu số 9. Bây giờ mình sang câu số 10. Câu số 10 đáp án gì ạ? Câu số 10 đáp án gì ạ? À, ở đây có cháu Duy Nguyễn vừa hỏi chú ơi, cháu cho hỏi cái nào trong trường hợp anhít tạo ra 4 bạc, thì anhít mà tạo ra 4 bạc là anhít đặc biệt nhất là HCSO nhé. Nó là con chó hai đầu nhé. HCSO cháu nhé. Được chưa? CH3CSO là anhít acetic nhé. Còn lại HCSO là anhít formic. Duy Nguyễn ạ. Được chưa? Câu số 10. Nào câu số 10 cả nhà cùng comment đáp án. Câu số 10 đáp án gì ạ? À, nếu mà buổi live ngày hôm nay mà lên được thành là 500 xe, 500 xe thì chú Minh sẽ ngay lập tức public để cái phần mà độ cho các cháu nhá, độ cho các cháu về cái phần là phần ăn mòn điện hóa cũng như ăn mòn hóa học nhá. Cháu nào muốn được chú Minh độ cho phần ăn mòn điện hóa cũng như ăn mòn hóa học thì ngay lập tức chia sẻ lại buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình. Hiện tại là buổi livestream ngày hôm nay chúng ta đã đạt được là 122 lượt xe rồi và vẫn còn cách khá là xa nhá. Khá là xa tới cái mốc là 500, nó còn khoảng độ tầm là 350 xe nữa. Các cháu nhanh tay giúp chúng mình chia sẻ lại vào trong tất cả các nhóm mà các cháu làm thành viên, cũng như là chia sẻ giúp chúng mình vào trong nhóm lớp của các cháu để cho các bạn và các cháu cùng biết là buổi hôm nay chúng ta học nhá. Comment nhiệt tình nhá. Là câu số 10 ạ. Câu số 10. So sánh câu số 10 đáp án gì ạ? Câu số 10, so sánh một số tính chất vật lý của kim loại thì phát biểu nào dưới đây là sai. Cái phần kim loại này nhiều cháu sợ này. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng, cái này sai, lẻ. Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram, đúng. Kim loại nhẹ nhất là li-ti, đúng. Kim loại cứng nhất là chrome, đúng. À vậy đáp án đúng của chúng ta. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. À đáp án sai chứ. Đúng không? Tí chết, đáp án sai là đáp án A. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng. Ok chưa? Câu 11. 11 ạ. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Nào các cháu lưu ý ạ. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? À, không thủy phân nhé. Lưu ý là không thủy phân trong môi trường axit. Thì mình có tristearine. Thì thủy phân trong môi trường axit bởi vì nó là chất béo nhỉ? Tinh bột thủy phân trong môi trường axit. Protein có liên kết NHCO cũng thủy phân trong môi trường axit. Vậy không thủy phân trong môi trường axit là glucose, tại vì anh này là monosaccharide. Và monosaccharide thì không bao giờ thủy phân trong môi trường axit cả. À, chúng mình rất là nhiệt tình cảm ơn 125 cháu đã chia sẻ lại buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình. À, các cháu đã chia sẻ lại buổi livestream này thì không có lo gì hết. Bởi vì nếu mà không đủ 500 xe thì chú Minh sẽ up video này lên trên YouTube với chế độ riêng tư, rồi chú Minh sẽ gửi link từng link một cho những cháu nào đã xem buổi video livestream ngày hôm nay ạ. Nên là những cái cháu nào mà đã xem video livestream của chú Minh thì chắc chắn có quà. Nên là chú Minh là rất là nhiệt tình cảm ơn những cháu comment nhiệt tình buổi livestream ngày hôm nay để chú Minh nhớ tên, cũng như là chia sẻ lại buổi livestream này của chú Minh về tường, nhớ để chế độ public nhá để chú Minh dễ kiểm tra. Và sau đó thì tối nay chúng mình sẽ có một cái tút đăng lên trên fanpage và cháu chỉ cần comment ở cái tút đấy thôi. Thì chú Minh và chia sẻ lại video livestream thì chú Minh sẽ ngay lập tức gửi cho các cháu cái link phần video để chúng mình độ cho các cháu về phần ăn mòn kim loại nhá. Được chưa? Rất là cảm ơn các cháu đã ủng hộ chúng mình ạ. Nhớ nhá, chia sẻ video livestream và tối sau khi chúng mình livestream xong thì comment ở trong cái phần mà bình luận của một cái bài của chúng mình comment ấy thì các cháu sẽ nhận được cái link đó nhá. Tiếp tục ạ, sang câu số 12 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu số 12, phát biểu nào sau đây là sai? Xem nào. Anh em nào trả lời đúng ạ? Câu số 12, phát biểu nào sau đây là sai? Các amino acid đều là những chất rắn ở nhiệt độ thường. Cái này đúng, chính xác.
Hợp chất này là este của glycine, các cháu nhìn nhá. Anh này có nhóm COO này, đầu này cắm với NH2 thì nếu mà là este thì nó phải là O cắm với R cơ. Để cho đây là O cắm với lại NH3. Vì vậy anh này nó là muối. Muối của amino acid và amin chứ không phải là este. Vậy sai là B. Ok chưa ạ? Đáp án sai là đáp án B các cháu nhá. Câu số 13. Câu số 13. Câu số 13. Ok, chúng mình nhìn thấy có rất nhiều cháu comment đáp án đúng là 12B nhé. Harunohara, Vũ Vũ Linh, Nguyễn Thành Đạt, cảm ơn tất cả các cháu, cảm ơn Thùy Dung nha. Bạn Vũ Vũ Linh rất là comment đáp án rất là nhiều đáp án luôn. Cảm ơn cháu. Và sắp tới thì chúng mình có khai giảng cái khóa là Superline luyện đề, một trong số những khóa mà cập nhật đề nhanh nhất Việt Nam và có đáp án nhanh nhất Việt Nam, cũng như là được chúng mình live stream hàng tuần nhá. Cháu nào mà muốn đăng ký cái khóa live luyện đề, Superline luyện đề đấy thì vui lòng inbox cho chúng mình từ sớm. Và sản phẩm của khóa Superline luyện đề đấy là cái bạn Nguyễn Thanh An, bạn này đã được top 1 nhá, thi học sinh giỏi hóa Thái Bình. Thế nhưng không ạ, top 1 thi học sinh giỏi hóa Thái Bình. Đấy là học sinh của chúng mình đã từng học cái khóa mà luyện đề của chúng mình ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã nhiệt tình chia sẻ buổi học ngày hôm nay ạ. Nào, sang câu tiếp theo, câu số 13. Isoaminacetat của mùi chuối chín được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp axit acetic, ancol isoaminic và carbon đặc. Phản ứng điều chế trên được gọi là phản ứng gì ạ? Phản ứng điều chế trên thì được gọi là phản ứng este hóa nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 14 ạ. Glucose và fructose thì đều. Nào. Nào nào nào. Glucose. Nào nào, xem nào. Anh glucose và fructose thì đều là gì ạ? Glucose và fructose thì đều gì? Có nhóm cetone trong phân tử là sai, bởi vì chỉ có glucose có nhóm thôi, còn fructose là nhóm cetone. Thuộc loại disaccharide là sai, cả hai anh này đều là monosaccharide nhá. Có công thức phân tử C6H10O5 cũng sai, nó là C6H12O6. Vậy có phản ứng tráng bạc là đúng. Glucose tráng được bạc và fructose cũng tráng được bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Câu số 15. Câu số 15. Bạn Vũ Linh bảo là đi học suốt xong mấy buổi live của chú đều không học được. Học lại thì không dám comment. Học lại cứ comment đi ạ, không sao đâu, chúng mình nhìn hết nhá. Học lại này thì cứ comment, và các cái cháu nào mà đã chia sẻ video live stream ngày hôm nay của chúng mình ấy thì tí chúng mình đăng một cái tút cho nhớ comment xuống dưới để chúng mình tặng quà cho từng bạn một. Nhớ là chia sẻ buổi live stream ngày hôm nay nhé, sau đó chúng mình tặng quà. Cảm ơn tất cả nhà đã đang theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại live stream này cũng như là test tất cả các bạn vào đây ạ. Nếu buổi live stream ngày hôm nay mà trên 500 share thì chúng mình sẽ public cái video hướng dẫn cho các cháu học về phần điện phân, về phần điện hóa. Còn nếu mà không đạt được 500 share thì chúng mình sẽ gửi cho từng bạn đã chia sẻ lại buổi live stream ngày hôm nay nhá. Rất là cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình comment cũng như là chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay ạ. Mình sang câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Nhiệt độ thường X tạo dung dịch iốt hợp chất có màu xanh tím. Lưu ý nhé, nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iốt hợp chất có màu xanh tím. Xanh tím vậy nó chỉ có thể là gì ạ? Tinh bột. Đáp án đúng là đáp án A nhé. Chỉ có thể là tinh bột. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 16 ạ. Chất nào sau đây là chất béo lỏng? Câu 16. Chất béo nào sau đây là chất béo lỏng ạ? Chất nào sau đây là chất béo lỏng? Ok. Nào. Chất nào sau đây là chất béo lỏng? Hello, chào cả nhà nhá. Chào tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhá. Hãy comment đáp án nhiệt tình vào nhá. Ok, bởi vì các cháu comment đáp án nhiệt tình là coi như một lời cổ vũ cho chúng mình để chúng mình thực hiện nhiều buổi live free dành cho các cháu nữa hơn ạ. Ok, chất nào sau đây là chất béo lỏng? Glycerol không được gọi là chất béo, vì chất béo nó là gì ạ? Từ glycerol và các gốc axit béo nhá. Thứ hai ạ, tristerin. Sterin là đi từ axit steric là axit béo no, vì vậy nên nó là chất béo rắn, không phải lỏng. Tripalmitin cũng vậy, đi từ axit palmitic là axit mà có gốc chất béo là chất béo no, nên là nó là rắn. Triolin là gốc axit béo, là gốc axit béo không no, và do nó là gốc axit béo không no nên chắc chắn nó là chất béo lỏng. Đáp án đúng là đáp án D. Và ở đây chúng mình cực kỳ tuyên dương bạn Nguyễn Thành Đạt. Bạn Nguyễn Thành Đạt là chất béo lỏng, là chất béo có gốc hydrocarbon không no. Cảm ơn cháu đã comment một cái câu nhận định cực kỳ chuẩn để dành cho tất cả các bạn và thay trung bình độ cho các bạn. Cảm ơn Nguyễn Thành Đạt nhá. Nhiệt tình comment đáp án nhiều hơn các cháu nhá. Các cháu nhiệt tình comment đáp án này và chia sẻ buổi học này lại về Tường này, thì
Nếu mà đạt 500 xe thì chúng mình sẽ public cái video độ cho các cháu cái phần về điện hóa. Còn nếu mà không đạt được đủ 500 xe thì chúng mình sẽ inbox gửi cho từng bạn một cái video đó nhá. Link link thì link là link bí mật thôi, chỉ những bạn nào nhiệt tình thì mới nhận được quà thôi. Câu số 17 ạ. Câu số 17. Số 17 đáp án gì ạ? Câu số 17 đáp án gì ạ? Khi nói về peptide và protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về peptide và protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về peptide và protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch protein bị đông tụ khi đun nóng, chúng ta nhớ đến việc chúng ta tráng trứng. Thì đúng là protein bị đông tụ khi đun nóng thật, đúng không? Tất cả các protein đều tan trong nước, tạo nên dung keo. Cái cho nhìn tóc chúng mình ạ. Tóc là protein đấy ạ. Nếu mà tóc chúng ta mà tan trong nước tạo nên dung keo á thì là chúng mình gội đầu phát này thì chúng mình thành sư cọ luôn nhá. Vứt sai. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH nhá. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị alpha amino acid được gọi là liên kết peptide, đúng. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thì thu được các alpha amino acid, đúng chính xác luôn. Vậy đáp án sai ở đây của chúng ta nó là đáp án B các cháu nhé. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã comment đáp án đúng là đáp án B ạ. Ok ạ, thank you cả nhà. Hello, chào Trình ham chơi nhá. Hello, chào cháu Trình ham chơi, lâu lắm nay mới thấy Trình ham chơi, top fan của chúng mình. Chào Bích Ngọc, Bích Ngọc sao lại rớt top fan rồi. Chào Thùy Dung, chào Nguyễn Thành Đạt. Hello, chào cả nhà. Tất cả các cháu này rất là đang nhiệt tình comment đáp án của chúng mình ạ. Cảm ơn cả nhà nhá. Câu số 18 ạ. Câu số 18. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu số 18. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng chính xác. Đúng luôn. Glucose bị khử với dung dịch AgNO3 trong NH3. Lúc nãy chúng mình có dạy lớp off, chúng mình nói về cái vấn đề này khá là sâu ạ. Nhá. Chúng mình đã nói phần này khá là sâu. Các cháu lưu ý đấy. Khi mà tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì bạc cộng biến thể về bạc. Bạc cộng biến thể bạc không. Vậy ở đây ạ, bạc thể hiện tính oxy hóa. Thì glucose phải thể hiện tính khử. Và tính khử thì phải là bị oxy hóa chứ không phải là bị khử. Vì vậy nên B sai. Saccharose là mất máu nước brom cũng sai. Được chưa? Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Cellulose cấu trúc mạch là không phân nhánh. Được chưa? Ok không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Chào cháu Duy Nguyễn, cháu mới xem live lần đầu, xem cái live cẩn thận đấy, không xem live là ngại, nghiện luôn chúng mình đấy ạ. Chào Hoàng Lâm, sư cọ Myelin, chào cháu. Sư cọ, câu số 19 ạ. Câu số 19 đáp án gì ạ? Câu số 19 ạ. Chất nào sau đây tác dụng đối với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra chất khí làm xanh của dây quỷ ạ? Đầu tiên là phải tác dụng với NaOH nhé. Anh này tác dụng, anh này tác dụng, anh này tác dụng, anh này cũng tác dụng. Nhưng mà sinh ra khí thì anh này không sinh khí này. Anh này sinh ra khí này để tạo thành là CH3COONa cộng với lại CH3NH2 thì CH3NH2 bay lên làm xanh quỷ tím ẩm, được chưa? Làm xanh quỷ tím ẩm. Vì vậy nên mình có để đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Còn anh này thì có tác dụng nhưng không sinh ra khí, anh này có tác dụng cũng không sinh ra khí nhá. Vì vậy nên câu số 19 chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Câu 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? 20 đáp án gì ạ cả nhà? Đây là cái câu, đây là cái đề thi kết thúc học kỳ 1 của Sở Bình Thuận nhá. Mới thi xong nên là rất là mong muốn cả nhà cùng comment đáp án, cùng nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Ok ạ. Câu số 20. Chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường ạ? Chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường ạ? Anh nào ạ? Anh nào tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường ạ? Anilin là trạng thái lỏng đúng không? Alanin là amino acid thì nó tồn tại ở điều kiện thường là chất rắn dạng tinh thể. Ethylamin là dạng khí. Glycine là dạng rắn. Vì vậy nên dạng lỏng là chỉ có lỏng sánh là anilin thôi. Và anh anilin này ít tan trong nước nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Để chúng mình ngó lại xem là hiện tại bây giờ video live stream của chúng ta đang được bao nhiêu xe rồi nhá. Hiện tại video live stream của chú cháu chúng ta hiện tại đang được là bao nhiêu ạ? 401 bình luận và 177 lượt xe. Chúng ta vẫn còn cách cái mốc, chúng ta vẫn còn cách cái mốc 500 xe một khoảng khá là dài, một khoảng khoảng độ tầm cỡ là 323 lượt xe nữa. Rất là mong muốn là các cháu giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này để được chú Minh độ hóa 10 để còn đi chơi Noel với lại gấu cho ngon. Hơn nữa rằng là nếu mà đạt được 500 xe thì chúng mình sẽ public cho các cháu cái video
Chúng mình sẽ public cho tất cả các cháu cái video mà chúng mình độ cho các cháu phần điện hóa nhá. Nhưng mà nếu mà không đạt được thì không sao cả, chúng mình sẽ ngay lập tức gửi cho từng cháu một, những cháu nào đã chia sẻ lại video live stream của chúng mình, gửi cho từng cháu một cái phần quà là video đó để cho các cháu không bị thiệt thòi nhá. Câu số 21 ạ. Chỉ có những bạn nào nhiệt tình yêu quý chúng mình thì sẽ có phần quà, phần thưởng. Ok nào, câu số 21 khẳng định nào sau đây là không đúng ạ? Câu số 21 khẳng định nào sau đây là không đúng? Ok, trong cùng một chu kỳ kim loại có bán kính nguyên tử nhỏ hơn vi kim. Kim loại bán kính nguyên tử phải lớn hơn vi kim chưa ạ? Đúng không? Vì vậy nên là sai. Nguyên tử kim loại thường có ít e lớp rho ở lớp ngoài cùng là đúng. Các nhóm B trong mảng hệ tố tuần hoàn chỉ gồm các nguyên tố kim loại, đúng tiếp. Mạng tinh thể kim loại gồm có nguyên tử ion kim loại và các electron tự do. Đúng tiếp, được chưa? Đấy, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, không đúng đấy. Câu 22 ạ. 22 đáp án gì ạ? 22 nghe vẻ căng thẳng phết ạ. 22 nghe vẻ cực kỳ căng thẳng. Ở đây các bạn Phạm Thế Mạnh bạn đã bảo xấu trai học ngu không ai ưa cháu đó chú. Ui yên tâm đi ạ. Xấu trai học ngu nhưng mà học lai chúng mình học giỏi hóa lên là yên tâm có người yêu hết nhá. Chỉ cần học giỏi hóa thôi Phạm Thế Mạnh nhá. Như chú Minh học giỏi hóa bao nhiêu người yêu. Cháu là người đầu tiên. Hello chào Phạm Vũ Đức Hải. Ok ạ. Trình ham chơi chả biết cháu có đi không nhỉ? Có chứ. Nào, câu 22 ạ. 22 đáp án gì ạ? 22 đáp án gì ạ? Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Để chúng mình ghi nhá. C4 này, H6 này, O2 này. Tác dụng với dung dịch NaOH. Sinh ra chất Y công thức phân tử C3H3O2 Na. Vậy ở đây thì nó được là 4 này, trừ đi 3 thì còn một carbon. 6 cộng 1 là 7, 7 trừ 3 là 4. O2 cộng 1 O3 trừ 2 thì còn O. Vậy cái anh này chính là anh CH4O để chúng ta biết thừa ngay nó là gì ạ? CH3O. Đúng chưa? CH4O được chưa? Đấy, nó là CH3O. Vậy thì hoàn toàn nhá, hoàn toàn suy ra anh này nó sẽ có là CH2 nối đôi CH COO CH3. Được chưa? Vậy chất X của chúng ta nhá, chất X đây ạ, có tên gọi là metin, metin. Thấy chưa? Acrylat. Các cháu nhìn nó chưa? Metin acrylat nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Metin acrylat, các cháu hiểu bài chưa? Ok, rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn, các cháu vào đây giúp chú Minh ạ. Ok, coi như là bởi vì đây là một buổi live free ạ. Ok, thank you cả nhà. Đào Duy Thế ơi, mai Nam Định chiều thứ ba thi rồi. Thế thì Duy Thế xem video live stream này xong rồi share để bảo các bạn Nam Định cùng học với chúng mình nhá. Duy Thế ơi, chúng mình bảo này, thứ ba thi xong chụp ảnh lại, thứ ba thi xong nhớ chụp ảnh lại đề gửi cho chúng mình để chúng mình live stream giải ngay cho các cháu nhá. Thứ ba thi xong ấy ạ, nhớ chụp ảnh lại đề để chúng mình live stream giải ngay cho các cháu nhá, giải ngay cho nóng hổi. Ok, chào Trung. Ok, mất gốc khoái hữu cơ thì tham gia khoa học của chúng mình để chúng mình độ. Hello Nguyễn Thành Đạt. Mỗi mình tôi thi muộn nhất mùng 2 tháng 1 mới bắt đầu thi. Chưa đâu ạ, Thái Bình thi mùng 4 tháng 1 nhá. Còn thi nhanh nhất của cả nước là Hà Nội. Hà Nội thi xong hết rồi. Đó, Duy Thế nhớ nhá. Thi xong cái thì là chụp ảnh buổi chụp ảnh luôn đề xong gửi luôn cho chúng mình nhá. Ok ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này. Nếu được trên 500 share thì chúng mình sẽ public cái video mà chúng mình dạy trong cái khóa học về cái phần ăn mòn điện hóa. Còn nếu mà không được 500 share thì chúng mình sẽ inbox gửi cho từng bạn một cái link video mà chúng mình độ cho cái cháu phần này, được chưa? Tiếp tục nhá. Câu số 23, giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây là không hợp lý? 23, giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây không hợp lý? Giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây không hợp lý? Thực hiện phản ứng cộng hydro để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, cái này người ta vẫn làm nhá. Đây là sản xuất bơ nhân tạo, được chưa? Đây là sản xuất bơ nhân tạo. Khử mùi tanh của cá bằng dấm ăn. Khử mùi tanh của cá bằng dấm ăn thì có, chúng ta vẫn thường hay là ngâm đi ạ, được không? Vẫn là ngâm đi ạ, đúng không? Chính xác. Muối mono natri glutamate được dùng làm gia vị, cái này chính xác nhá. Vẫn là mì chính ạ. Trùng ngưng axit omega amino enantoic để tổng hợp thủy tinh hữu cơ, sai. Bởi vì anh này là để tạo thành ni lông 6, ni lông 7, enang mà. Ni lông 7. Và ni lông 7 thì không thể là thủy tinh hữu cơ được, nó là tơ, được chưa?
Vì vậy nên không hợp lý là D các cháu nhé. Không hợp lý là D. Ở đây các bạn Tùng Tôn ở trường em ở Nha Trang thứ tư thi xong. Thế thì Tùng Tôn cũng chụp ảnh đề thi xong rồi inbox cho chú Minh theo nick Vũ Tuấn Minh nhé. Tất cả các cháu, cứ cháu nào mà thi xong, cứ cháu nào thi xong thì ngay lập tức chụp ảnh đề. Thực ra thì là gửi cho chú Minh cũng được. Hoặc là các cháu ngay lập tức đăng lên trong cái nhóm 2K3 học hóa của chúng mình để các cháu nhìn thấy không? Cái nhóm ở ngay cái dưới link của cái video live stream mà chúng mình có đấy, 2K3 học hóa của chúng mình đấy. Đấy, thì cái cháu đăng luôn bên trong nhóm đấy thì ngay lập tức chúng mình sẽ post cho các cháu đáp án để giải luôn, check luôn đáp án cho các cháu luôn nha. Và sau đó thì buổi tối hôm đó chúng mình sẽ sắp xếp lịch live để live giải full cho các cháu, được không ạ? Mai mốt thầy làm quả ảnh đẹp đẹp cho các cháu để xe để độ hóa. Ok Vũ Vũ Linh sẽ làm một quả ảnh cực đẹp để độ hóa cho các cháu nhá. Ok ạ, tất cả anh em chú ý ạ. Chào Phạm Thế Mạnh nhá. Tất cả anh em chú ý đang theo dõi video live stream chúng mình chú ý là thế này cho an toàn đi ạ. Là những cháu khi nào mà thi xong ấy thì ngay lập tức chụp ảnh đề xong up vào cho cái nhóm 2K3 hóa cùng chú Minh ạ. Để cho chú Minh từ đầu là thì tại vì chú Minh đang live stream mà chốc nữa chú Minh live, live xong chú Minh mới duyệt được nhá. Thì là các cháu sẽ được đăng 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 luôn đề luôn trong đấy. Thì chúng mình sẽ ngay lập tức chúng mình làm đáp án cho các cháu, được không ạ? Ok, cảm ơn sự ủng hộ rất nhiệt tình của cháu ạ. Mình sang câu 24 ạ. 24 nhá. Cũng có đáp án không 24 ạ? Nhắc lại một chút nhỉ. 50, nếu được 500 share buổi live ngày hôm nay, chúng mình sẽ public cái video dạy cho các cháu về phần điện hóa nhá, ăn mòn điện hóa. Ok ạ, câu 24 ạ. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tự động hóa? Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tự động hóa? Lưu ý là không dùng nhé. Trùng hợp vinin cyanua thì thu được olon hay là tonitron thì anh này là tự tổng hợp, thấy chưa? Để có dùng là vứt. Trùng ngưng axit epsilon amino capric là thu được nilon 6, được chưa? Đây cũng để chế tạo tự tổng hợp. Trùng hợp metin mes acrylat thì thu được thủy tinh hữu cơ. Thủy tinh hữu cơ, thủy tinh hữu cơ nó là chất dẻo chứ nó không phải là tơ nhé, vì vậy nên nó là C, không dùng là C, cái đó đừng để bị lừa nhé. Còn trùng ngưng hexametylendiamin với axit adipic thì mình thu được nilon 6,6, nilon 6,6 thì nó là tơ tổng hợp, được chưa? Vì vậy nên ở đây đáp án không dùng để chế tạo tơ tổng hợp là thủy tinh hữu cơ, đáp án đúng là đáp án C các cháu nhé, đáp án đúng là đáp án C. Câu số 25 của câu tính toán. Mới là 25 này, các cháu thích chú Minh làm theo cách chậm hay là làm theo cách nhanh đây? Bao nhiêu cháu thích chú Minh giải theo cách giải nhanh của câu 25 để chú Minh full skill cho các cháu nhìn? Nào, bao nhiêu cháu muốn chú Minh giải cách giải nhanh câu 25? Comment xuống dưới này để chú Minh full skill cho các cháu nhìn ạ. Câu số 25 ạ. 25 đáp án gì ạ? 12 gam hỗn hợp gồm etinamin. Etinamin C2H5 NH2 và glycine H2N CH2 COOH tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl. Số mol HCl bằng 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Thu được muối. Thế ở đây chúng ta hiểu bản chất một chút các cháu nhé. Ở đây chúng ta hiểu bản chất một chút nhé. Ở đây có nhóm NH2 này, có nhóm NH2 thì ăn HCl chỉ tạo thành muối thôi. Vậy thì hoàn toàn ở câu này chúng ta được quyền bảo toàn khối lượng. Cực nhanh rồi, 12 cộng khối lượng HCl là 0,2 nhân 36,5 thì bằng mờ muối. Và tới đây chú cháu chúng ta bấm máy tính là ra được mờ muối luôn ạ. Được chưa? 12 cộng với 0,2 nhân 36,5 bằng 19,3 gam nhá. 19,3 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, và câu này chúng ta không hoàn toàn phải biết phương trình nhá. 25 đáp án B, được chưa? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã nhanh tay chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay ạ. Tết tất cả các bạn vào đây ạ, để chúng mình độ hóa những cái chiêu skill giải nhanh nhất tụ ở những cái câu cuối cùng trong cái buổi live ngày hôm nay. Bởi vì những cái câu cuối cùng luôn là những câu khó nhất và chúng ta phải giải bằng các skill kinh khủng nhất. Câu 26 số lượng phân ST C3 6 2, nếu các cháu đã thích nhá, nếu các cháu đã thích thì chú Minh độ cho các cháu luôn. Đây ạ, số đồng phân ST của C3 6 2 là đây, có dạng R1COOR2. Mình có R1 cộng R2 bằng 2, bởi vì đây 3 carbon, bỏ 1 carbon thì còn 2 thôi. 0 cộng 1, 0 cộng 2, 1 cộng 1, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1,
1 cộng 1 bằng 2. Vậy ở đây chú Bình phô một cái skill thì chúng ta nhìn thấy luôn là số lượng phân ST của C3H62 chúng ta có 2 đồng phân. Đáp án đúng đáp án B. Đây là một trong số những cách giải nhanh nhất cho việc tìm đồng phân và do chúng mình sáng tạo ra. Hôm nay phô skill cho các cháu nhìn nhá. Ok ạ. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ lại buổi học này ạ. Đây là một cách nhanh nhất trong việc tìm đồng phân ạ. Chào Vũ Đức Hải. Hello chào cả nhà. Bạn Hoàng Lâm ạ, có comment là cái câu 25 chú dạy trong VIP rồi. Ừ đúng rồi, câu dĩ nhiên thôi. Những cái câu này gần như chú Minh dạy hết trong khóa VIP rồi. Đây là chú Minh đang live free cho những cái bạn mà không được học VIP thì có thể biết được những cái chiêu này của chú Minh thôi ạ. Ok, cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Hãy nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn cháu vào đây ạ. Bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Minh test tất cả các bạn vào đây ạ. Nếu buổi live ngày hôm nay được trên 500 share thì chúng mình sẽ public cho các cháu cái phần độ về ăn mòn điện hóa. Còn nếu chưa được trên 500 share thì chúng mình sẽ rất vui lòng là chúng mình sẽ đi inbox cho từng bạn một về cái link của buổi live ngày hôm nay. Có bạn Duy Nguyễn bảo là chú dạy lại đi. Duy Nguyễn là rất đơn giản thôi, các cháu chỉ cần lên YouTube search đồng phân siêu nhanh của chúng mình thì sẽ thấy được cái video mà chúng mình dạy cho các cháu và ngay lập tức các cháu sẽ được độ luôn nhá. Thành Đạt đừng dùng công thức là chết đấy ạ. Câu 27 cho các chất. Câu 27 ạ. Cho các chất, những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp mà tạo thành polymer. Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp mà tạo thành polymer. Nhá. Vậy đây mình có này, các prolactam là trùng hợp được. Anh này vòng kém bền. Acid glutamic không trùng hợp được. Acrylonitrin thì trùng hợp tạo thành tô lông. Có. Glycine không trùng hợp, glycine là trùng ngưng. Vinin acetat là trùng hợp. Vậy ở đây mình có 1, 3, 5 nhá. 1, 3 và 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 28 ạ. Ôi dồi ôi, 28 này mới kinh này. 28 này mới nhiều cháu chết này nhá. 28 này mới chết ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Nhá. Rất cảm ơn cả nhà ngày hôm nay đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Hãy nhanh tay chia sẻ buổi học này cũng như là test tất cả các bạn cháu vào đây ạ. Để ủng hộ chúng mình ạ. Ok. Thank you cả nhà. Chúng mình và Sơn Tùng cùng quê đấy ạ. Cày live chúng mình cũng như là cày live Sơn Tùng đấy ạ. Cùng quê lại còn gần nhà. Team Sky đâu rồi? Sky đâu rồi? Sky điểm danh xem nào. Ok, buổi live ngày hôm nay xem nào, chúng mình check lại xem nào được bao nhiêu xe rồi. Được bao nhiêu xe rồi? Mục tiêu chúng ta là được 500 xe, 196 xe, 196 xe và 511 bình luận ạ. Nếu buổi live ngày hôm nay có nghĩa chúng ta chỉ còn thiếu 300 xe nữa thôi để chúng mình public toàn bộ video ngày live stream ngày hôm nay để cho tất cả các cháu cũng có thể học. Còn nếu mà không được thì chúng mình sẽ inbox cho từng xe một, từng bạn xe một cái buổi live stream ngày hôm nay cái link video để được chúng mình độ ạ. Câu số 28, bậc của amin trong norethanin và adrenaline lần lượt là. Ui, câu này mới hay, câu này nhiều trò trên. Các cháu nhìn nhá. Anh này NH2 nên nó là amin bậc 1. Đúng không ạ? Anh này NH nên nó là amin bậc 2. NH2 mất 1 hydro thì bậc 1. NH mất 2 hydro nên là bậc 2. Vậy lần lượt là bậc 1 và bậc 2. Nhá. Lần lượt là bậc 1 và bậc 2. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, bậc 1 và bậc 2. Câu 29 ạ. Câu 29 nào. 29 đáp án gì ạ? 29 là một câu lý thuyết thôi, rất là dễ ạ. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3, kệ bố nó đi ạ. X có khả năng tham gia phản ứng với natri, nhiều cháu đọc cái này là sợ, yên tâm ạ, phản ứng được với natri. Nhìn này đáp án A được nhá. Đáp án B được. Đáp án C được. Đáp án D cũng được. Phản ứng với dung dịch NaOH. A này có nhóm CO là este, được. Được chưa? B nhóm CO là ST, được. Anh C không được, chó này không có phản ứng với NaOH, vứt C. Được chưa? IG có CO phản ứng được. Phản ứng tráng bạc. Tráng bạc IA có đầu HCO, được. IB không có cái gì điều kiện tráng bạc, vứt. IG có đầu HCO, được. Vậy mình chỉ còn A và D. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hòa tan CO lần. X thủy phân trong môi trường kiềm, anh này thủy phân tạo thành C, anh đầu sông, em đít sông, uống sung sâu chung dòng nước vàm cỏ đông. Đúng không ạ? Đây, nhìn thấy không ạ? Không có thể tạo thành tác dụng với CH này lần tạo thành dịch màu xanh lam bởi vì đây là OH đầu sông, OH sắt đít sông không nằm kề nhau. Không nằm kề nhau thì không tác dụng được.
Loại A. Vậy chỉ còn đáp án đúng là đáp án D. D thủy phân thì tạo thành 1, 2, 3. Đây OH đây. Chúng ta nhìn thấy OH nằm kề nhau. Nhá, đa kề. Nên chắc chắn là tác dụng được với CH lần tạo dựng với xanh lam. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Nhá. Câu 30 là một câu tính toán. Chúng mình đánh dấu để lại tí giải. Câu 31 xem nào. 31 một câu lý thuyết. Anh em nào biết câu 31 để đáp án gì comment xuống xem. 31 đáp án gì ạ? 31 dễ ọt. 31 dễ ẩn ọt luôn ạ cả nhà. 31 dễ ẩn ọt luôn. Ok ạ, cả nhà hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này cũng như là test tất cả các bạn và các cháu vào đây giúp chúng mình ạ. Bởi vì đây là buổi học free ạ. Câu số 31. X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong bốn chất. Thế các cháu nhìn này, chúng ta không bao giờ thuộc được pH và cũng chẳng bao giờ thuộc được nhiệt độ sôi, đến cả chúng mình cũng chẳng thuộc. Đấy chưa? Yên tâm học lý thuyết chúng mình độ là hết sợ. Thế đây mình có nhá, pH này. Thấp nhất là X. Thế thì trong bốn cái chất này thằng nào pH nó thấp nhất, tính axit mạnh nhất. Tính axit mạnh nhất thì là thấp nhất. Thế anh này 3 dơ, anh này 3 dơ, anh này 3 dơ, mỗi anh này tính axit thôi, vì vậy nên pH thấp nhất là 6,48 C6H5OH nhá. Vậy X phải là C6H5OH. X là C6H5OH nhưng rất tiếc đây Y là C6H5OH loại. X là ba loại tiếp. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục này. pH cao nhất là Z, đúng không? Các cháu nhìn này. pH cao nhất là Z nhá. Vậy trong này những anh này thằng nào tính bao giờ mạnh nhất? CH3NH2 mạnh hơn NH3. CH3NH2 cũng mạnh hơn anilin bởi vì nó làm kỳ tím chuyển thành màu xanh. Vậy Z là CH3NH2. Chúng ta ngó vào đáp án xem. Z là CH3NH2, lấy luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các cháu thấy không ạ? Yên tâm mấy câu này có chú Minh Độ là cân được hết. Cân được hết sạch luôn. Bao nhiêu cháu thấy là chú Minh Độ như những câu này là cực kỳ kinh khủng và cực kỳ kinh điển. Câu 32 là một câu tính toán chúng ta để lại nhé. Tí chúng ta quay lại chúng ta giải. Được không ạ? Câu 33 là một câu tính toán. Câu 33 là một câu tính toán. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm mấy câu tính toán dễ đi ạ. Được không ạ? Bây giờ chúng ta làm mấy câu tính toán dễ đi. Ví dụ như là cái câu 32 này một câu tính toán dễ này. Chúng mình tính toán dễ luôn cho các cháu nhé. Đây cả nhà nhìn xem nào. Câu 32 một câu tính toán cực kỳ dễ thôi ạ. Mình chỉ cần viết phương trình là ra. Viết phương trình húp cái sụt phát là xong. Xem nào. Các cháu cùng comment đáp án cho chúng mình xem là đáp án gì ạ. Nhanh tay cùng comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhá. Nào, thủy phân 21,6 gam vinin format. Vinin format HCOO CH nối đôi CH2. Cái câu dễ ẹt như thế này mà kêu là khó. Câu dễ ẹt như này mà kêu khó. 21,6 mình tìm được số mol luôn nhỉ. 21,6 chia cho phân tử khối này. 1 cộng 44 cộng 13 cộng 14 bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Đấy chưa? Trong môi trường axit H2O H cộng thì tạo thành HCOOH cộng với lại CH3CHO đúng không ạ? Anh này không bền mà ngay tức chuyển thành CH3CHO. Số mol 0,3 0,3 trung hòa rồi cho tác dụng AgNO3 trong NH3 lấy dư. Thì anh HCOH này này khi tác dụng với AgNO3 trong NH3 lấy dư thì anh này trắng hai bạc đúng không ạ? Anh này trắng hai bạc đúng không các cháu? Vậy đây mình sẽ có bạc của anh này là bằng 0,3 nhân 2. Anh này trắng hai bạc. CH3CHO cũng trắng hai bạc. Nên bạc của anh CH3CHO là 0,3 nhân 2. Vậy tổng số mol bạc là bằng 0,3 nhân 2 cộng 0,3 nhân 2 bằng 0,6 nhân 2. 0,6 nhân 2. Tổng số mol bạc bằng 0,6. 0,6 nhân 108 bằng 64,8 gam. Nhưng các cháu lưu ý ạ. Chưa xong ạ, 64,8 nhưng đây hiệu suất được có 80% thôi. Nhá. 64,8 mà hiệu suất ở đây chỉ có 80%, vì vậy nên bọn này phải nhân với lại 0,8 bằng 51,84, cả nhà nhìn thấy chưa? 51,84 nhá. 51,84. Vì vậy nên ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án 51,84, đáp án đúng đáp án B các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta câu 32. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B và có khá nhiều cháu nhầm với câu này. Chúng mình nhắc lại, số mol này là 0,3 này, thì ra anh HCOH là 0,3, anh này 0,3. Vậy suy ra anh này là 0,6 này, anh này 0,6 nhân 2. Thế vậy chỗ này là 0,6 cộng 0,6 là bằng 1,2. 1,2 mà nhân với lại 108. Sorry, 1,2 nhân 108. Sorry, chúng mình tính nhầm đấy ạ. 0,6 cộng 0,6 là bằng 1,2. Sorry cả nhà, đây là 1,2. Đấy chưa? 1,2 mà nhân 108 bằng 129,6 và nhân với lại 80% thì hiệu suất 80% đấy ạ. Nhân với lại 0,8 thì bằng
103,68 triệu. 103,68. Sorry cả nhà, đáp án đúng đáp án A. Vừa nãy chúng mình bấm nhầm ạ. Sorry cả nhà. Đáp án đúng đáp án A, chúng mình bấm nhầm nhá. Được chưa? Đấy, câu 32 đáp án A mắt lé, nhầm nhầm. Đáng nhất phải dùng máy tính thì chúng mình sẽ đi nhầm. Già. Câu 33. 33 đáp án gì ạ? 33 đáp án gì? 33. Ủa, toàn câu dễ thôi nhỉ? 33 là toàn câu dễ. Dễ là ọt đi ạ. Dung dịch X chứa M gam hỗn hợp gồm glu. Được chưa? Nào. Ở đây các cháu ơi, có cháu Nguyễn Thành Đạt xin là cho nghỉ giải lao 30 giây đi tè. 30 giây và tè phải chứng tỏ máy cháu này khỏe đấy ạ. 30 giây và tè được khỏe. Ok, chúng mình cho nghỉ giải lao 2 phút để mà đi tè. Thực ra bây giờ là chúng ta đã đến những cái phần câu khá là khó và khá là chất. Những cái câu này đòi hỏi cái việc của chúng ta tư duy rất là cao và cũng phải nhiệt tình trong việc comment đáp án để chúng mình có nhiều động lực để lại cho các cháu những cái phần mà dị hơn như các cháu đã biết rồi. Thế thì vừa nãy ạ. Ok ạ. Các cháu ạ, các cháu nhìn lại đây ạ. Câu 32 này này, cháu nào mà comment đáp án A là sai đấy ạ. Được chưa? Cháu nào mà comment đáp án A là sai. Nhiều cháu không biết là mình sai ở đâu. Đây này. A là chết nhá. Toang đấy. Toang thật luôn ạ. Được chưa? Tại sao lại sai? Các cháu nhìn nhá. Nhìn nó cho mình độ này. Câu 32 nhá. Đây này. Đây cho mình viết phương trình cho nhìn. HCOO CH nối đôi CH2 cộng với nước hiệu suất là 80% thì tạo thành HCOOH cộng với lại CH3CHO. Rất nhiều cháu dễ bị lừa. Số mol anh này bằng 0,3 đúng không? Đây là ban đầu. Nhưng hiệu suất ở đây cho là 80%. Các cháu nhìn thấy không chưa? Được chưa? Hiệu suất ở đây là 80%. Vậy phản ứng ở đây chỉ có là 0,3 nhân 0,8 thôi nhá. Được chưa? Được chưa? 0,3 nhân 0,8 thì bằng 0,24. Vì vậy nên suy ra anh này bằng 0,24. Anh này bằng 0,24, các cháu nhìn nói chưa? Vậy này, anh này còn dư 0,3 chứ 0,24 bằng 0,06. Vậy hỗn hợp sau phản ứng chúng ta gồm HCOOCH nối đôi CH2 là 0,06, HCOOH là 0,24. Được chưa? Và CH3CHO là 0,24 và mỗi cháu này đều trắng hai bạc. Nhá, mỗi cháu này đều trắng hai bạc. Vậy anh này là bằng 0,06 nhân 2. Anh này là 0,24 nhân 2. Anh dưới là 0,24 nhân 2. Được chưa? Vậy ở đây mình tìm được tổng số mol nhá. Vậy ở đây chúng ta tìm được tổng số mol là 0,6. 0,6 nhân 2, 0,06 nhân 2 cộng 0,24 nhân 2 cộng 0,24 nhân 2 bằng nhân 108 bằng đây ạ, 116,64 ạ. Nhá. 116,64. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C đấy. Một bài sai 3 lần, bị lừa 3 lần. 32 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. Ok chưa cả nhà? Ok chưa? Cháu Vũ Linh kêu là não bị lác lác. Chào chú Linh San, hello chào chú Linh San nhá. Bạn chú Linh San rất là đẹp, rất là xinh gái và chưa có người yêu. Hello chào Vũ Linh. Vũ Linh xin là nghỉ tí, não kiểu lác lác rồi. Ok, cho nghỉ giải lao một tẹo. Cho nghỉ giải lao một tẹo đấy ạ. Trong lúc bà bạn đúng rồi, mức này mức 8 cộng rồi. Bạn Vũ Linh, bạn ấy xin nghỉ giải lao một tẹo thì chúng ta giải tiếp câu số 30 nhé. Được không ạ? Trong lúc bạn Vũ Linh nghỉ thì chúng ta giải tiếp câu 30 được không anh em? Đây là mức 8 cộng rồi cả nhà. Ok ạ. Mất gốc thì có thể là tắt live stream đi chơi rồi. Còn lại những bạn nào muốn 9-10, muốn ở chúng mình độ 9-10 thì vô đây học tiếp. Nhá, câu 30 được không ạ? Ok ạ, 30 nhá. Bao nhiêu cháu mà bị lừa ở cái câu này comment xem nào. Bao nhiêu cháu bị lừa ở cái câu này comment xem nào. Lừa là khổ rồi. Câu 30 ạ.
Thể tích dung dịch H2O3 67,5%, khối lượng riêng là 1,5 gam trên ml cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành 178,2 kg cellulose trinitrat, hiệu suất 80%. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có này. Đầu tiên mình có là cellulose là C6H7O2 OH tất cả 3 lần ăn 3 thằng H2O3 thì tạo thành C6H7O2 NO3 tất cả 3 lần cộng bằng nước. Hiệu suất là 80%, vậy chỗ này là 0,8. 80% là 80 phần 100 mà. 80 phần 100 thì nó là bằng 0,8% nhá. Ở đây chúng ta tìm được số mol của cellulose trinitrat thì bằng bao nhiêu ạ? 178,2 chia cho 297 thì bằng 0,6 mol. Cháu nào mà thuộc được phân tử khối lượng này là tốt này. Được chưa? Ở đây đề bài hỏi là thể tích dung dịch H2O3, vậy chúng ta tìm được số mol N3 bằng 0,6 nhân 3. 0,6 nhân 3 thuận nhân nghịch chia chia 0,8. 0,6 nhân 3 chia 0,8 thì bằng 2,25 mol nhá. 2,25 mol. Và 2,25 mol này thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của HNO3 nguyên chất các cháu nhé. Khối lượng HNO3 nguyên chất bằng 2,25 nhân với lại 63. Được chưa? Thì bằng ạ. 2,25 nhân 63 thì bằng 141,75 nhá. 141,75 gam thôi ạ. Đấy mới chỉ là gam thôi nhá. Cả nhà làm câu này ra đáp án gì comment xuống dưới xem nào. Thế đây là mờ nguyên chất mà ở đây đề bài nói là HNO3 67,5%. Vậy mình có mờ dung dịch HNO3 67,5% thì bằng này 141,75 chia cho 0,675. Được chưa? Thì bằng, đây mờ dung dịch nhá, chia cho 0,675 bằng 210. Được chưa? Đây là 210 ml dung dịch. Đúng không? Đây là 210 gam dung dịch. Được chưa? Hay còn gọi là kg đấy, kg Tấn Đại Yến coi như gam tính toán bình thường mà. Được không ạ? Vậy đây này, khối lượng riêng là 1,5, vậy mình có V thì bằng M trên đây. 210 chia cho 1,5. 140. Ok chưa? 210 chia 1,5 140. Vậy giải chật vật thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Nhá. Giải chật vật thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok chưa? Câu 30 đáp án đúng là đáp án B bỏ cả nhà nhá. Nào sang câu tiếp. Câu 33. Câu 33 đáp án gì ạ? Câu 33. Cả nhà comment đáp án xem câu 33 đáp án gì ạ? Những câu này rất là dễ thôi ạ. Dễ ợt. Yên tâm ạ, đã có chú Vinh Độ. Xem nào, kiểm tra xem nào, xem được bao nhiêu xe rồi. Xem được 500 xe chưa? Hiện tại bây giờ chúng ta đang được ở cái buổi live stream ngày hôm nay, chúng ta được 211 xe và 577 bình luận. Có nghĩa là chúng ta được một nửa, chúng ta coi như là được một nửa số lượng xe rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một nửa còn lại thôi để chúng mình public cái video độ phần điện hóa cho các cháu. Và dĩ nhiên là nếu mà không đủ lượng xe thì chúng mình sẽ gửi link video cho từng bạn đã share video live stream ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cũng như là chia sẻ lại buổi học này. Hãy tiếp giúp chúng mình tất cả các bạn các cháu vào đây ạ. Và nhớ comment nhiệt tình đáp án nhé. Cô ba bạn. Ba bạn. Đun dung dịch X có chứa mờ gam hỗn hợp gồm glu và sắt. Dung dịch X chứa mờ gam hỗn hợp gồm glu và sắt. X tráng bạc AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,03 mol bạc. Chúng ta lưu ý ạ, sắt không tráng bạc. Vậy glu tráng bạc 0,03 chia cho 2, một glu tráng 2 bạc mà, 0,015. Số mol glu bằng 0,015. Được chưa? Nếu đun nóng X trong H4 loãng có là thủy phân trong môi trường axit đấy ạ. Trung hòa dung dịch thì đun nóng bọn này thì tất cả đều thu được C6H12O6 hết. Đặt trong quan sát là A thì một thằng xác này này thì thủy phân ra được hai thằng C6H12O6. Được không ạ? Vậy này, chỗ này sẽ là 2A cộng với số mol glu ban đầu là 0,015 nữa. Được chưa?
Thì anh này Tráng ra được hai bạc. Được không ạ? Tráng được hai bạc, vậy thì ở đây này. Vậy ở đây này, mình có này. Số bo anh này sẽ là 2A nhân 2 là 4A. Cộng với 0,015 nhân 2 bằng 0,03. Và chỗ này bạc thì đề bài cho ông ta bằng 0,07. Vậy hoàn toàn tôi định là tìm được A bằng 0,07 trừ 3 bằng 0,04. 0,04 chia cho 4 thì bằng 0,01. Vậy xác bằng 0,01. Được không ạ? Rất rất dễ thôi ạ. Xác bằng 0,01 thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của M. 0,015 nhân 180 cộng 0,01 nhân 342 thì bằng 6,12 gam. Ok cả nhà nhìn rõ không ạ? 6,12 gam. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, dễ ẹc. Dễ ẹc ẹc luôn đấy chứ ạ. Làm gì có khó đâu đúng không các cháu? Toàn câu dễ. Câu 34 ạ. 34 cả nhà xem đáp án gì ạ? Có mấy câu bài tập thôi. Anh em cùng làm xem cùng comment đáp án xem đáp án gì ạ? Câu 34 ạ. Lên men 90 kg glucose. Lên men 90 kg glucose C6H12O6. Được không? Số mol là 90 trên 180 thì bằng 0,5. Hiệu suất là 75%, nó là 0,75. Thu được anconetilic là thu được 2 lần thằng C2H5OH. 0,5 nhân 2 bằng 1, thuận nhân nhân 0,75 thì bằng 0,75. Đề bài hỏi thu được lượng anconetilic là 0,75 này. 0,75 mà nhân với lại 46 thì bằng 34,5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 34,5 kg nha anh em nhớ nhá. 34,5 kg đáp án đúng đáp án C. Như câu này rất rất dễ nhá. Làm cực kỳ dễ rồi. Xem nào, câu 35. 35 cả nhà comment xem 35 đáp án gì ạ? Theo toàn câu dễ mà, đúng không? Yên tâm ạ, mấy cháu mà sáng mai đi thi là để trúng tủ hết. Chỉ cần xe lại buổi học ngày hôm nay là mai đi thi trúng tủ hết rồi. Câu 35, oligopeptidic. 35 ạ, oligopeptidic tạo nên từ alpha amino acid Y. Công thức phân tử của Y là C4H9NO2. Thực ra ấy, với cái công thức phân tử của Y là C4H9NO2 thì chúng ta đã có thể suy ra được rất rất nhiều lần. Được chưa? Bởi vì thế này ạ, được tạo từ alpha amino acid Y mà công thức phân tử của Y là C4H9NO2. Được không ạ? Đây là Y là C4H9NO2 nhá. C4H9NO2. Thế mà oligopeptide X được tạo nên từ amino acid Y, vậy anh này nó phải là N lần và trừ đi N trừ 1 nước đúng không ạ? Bởi vì là cái bọn này liên kết peptide thì nó có N trừ 1 liên kết peptide thì bỏ đi N trừ 1 nước mà. Vậy suy ra công thức của thằng X nó sẽ có dạng là C4N H9N. Chắc cháu nhìn giúp mình ghi rõ là 9N này. Trừ đi 2N. Trừ của trừ 1 là cộng 1 nhân 2 là cộng 2. NN O2N trừ đi N thì O2N trừ N. Đúng ạ? Cộng 1. Vậy công thức của thằng X chuẩn là C4N H7N cộng 2 NN ON cộng 1. Số mol là 0,1 mol X thì thu được nước 27 trên 18. 1,5 mol. Bây giờ chúng ta bảo toán hydro được không ạ? 0,1 nhân với lại 7N cộng 2 thì bằng 1,5 nhân 2. Vậy suy ra 7N cộng 2 thì bằng 30. Đúng ạ. Ô, 7N cộng 2 bằng 30 thì là lỗi à? Chết chết chết, để cho mình nhìn lại xem nào. C4H9NO2 này. C4NH9N trừ đi 2N là còn 7N. Cộng 2, đúng rồi. NNO2N trừ đi N thì còn N. Cộng 1, đúng rồi. C4NH7N cộng 2 NNON cộng 1. Anh này là 0,1. Mà thu được là 27 là 1,5. 0,1 nhân 7N cộng 2 bằng 1,5 nhân 2. Thế chắc chỗ này lỗi. 7N bằng 32 không chia hết. Đúng ạ. 7N bằng 32 không chia hết ạ. 7N bằng 32 thì 32 chia 7. 4,5.
Sorry các cháu, khả năng cao câu này bị lỗi đề, chắc chúng mình có nhầm. Chỗ này thì 7N cộng 2 thì đúng rồi, C4H9. Chỗ này nó phải là alpha amino acid, thì nó phải là C4H2N cộng 1 ư? H9NO2. Câu này lỗi đề rồi. Câu này đề bị lỗi các cháu nhé. Câu này bị lỗi. Đáp án E. Đáp án khác. Sau này ra 7N bằng 28. À ư nhỉ. Ui rồi ôi. 7N cộng 2 bằng 30. Suy ra 7N phải bằng 28 chứ. Ui rồi mắt lé. Suy ra N bằng 4. Sorry cả nhà đấy. Nhiều lúc đôi khi nó bị ngẩn ngờ như vậy đấy ạ. Ok ạ. N bằng 4. N bằng 4. Vậy thì suy ra nó là gì ạ? Tetrapeptide nhá. Ui rồi. Ngại quá. Nhờ. N4 mà nó phải là tetrapeptide nhá. B tetrapeptide nhá. N bằng 4 mà. Suy ra nó là tetrapeptide được không cả nhà? Thank you cả nhà nhá. Đấy. Đôi lúc đầu nó bị lác lác. Câu 89 nào. Câu 89 nào. 89 đáp án gì ạ? Giải nhiều quá đầu bị nóng nóng lác lác đấy ạ. 89. Câu 36. 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H7O2N. Đây. 8,9 gam này. 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử đây. C3H7O2N. Số mol là 0,1. Phản ứng với NaOH. 1,5 nhân 0,1 là 0,15. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Chất rắn là R. Chúng ta nhìn nhá. RCOONA đã. Lưu ý này, anh này 0,1 thì chui ở đây 0,1. Vậy mình nhìn này mình biết chắc chắn nhá. Được chưa? Nào, chúng ta nhìn này chắc chắn. Được chưa? Là NaOH phải dư. Là 0,15 trừ 0,1 là 0,05. Được chưa? À, cảm ơn cháu Nguyễn Thành Đạt nha, nâng cấp băng thông. Ok ạ, mai chúng mình sẽ đi đập đầu đi làm lại. Cảm ơn Nguyễn Thành Đạt. Cảm ơn Phạm Thế Mạnh. Gắn thêm Y9, ok, sẽ gắn. Nguyễn Thành Đạt, ui, mời mời chú Hoàng ăn phở. Cảm ơn cháu nhé. Thank you cháu nhiều. Nhớ hôm nào chú đi đòi nợ phở. Mày chết. Nào, chúng mình quay trở lại đây ạ. Thu được 11,7 gam chất rắn. Vậy phải vào đây mình có này. 0,1 nhân với R cộng với cụm CONA này là cụm 67 cộng với 0,05 nhân 40 thì bằng 11,7 đúng không ạ? Tới đây mình tìm được R nhỉ? Tới đây mình tìm được R. 11,7 trừ đi 0,05 nhân 40 chia 0,1 trừ 67 bằng 30 ạ. R bằng 30. Chúng ta đi tìm nhé. Cụm này không bằng 230 được. Cụm này bằng rất to, đây là 28 rồi, cộng với lại 14 là lớn hơn 30 vứt. Cụm này thì lại rất nhỏ, chỉ có một vứt tiếp. Cụm này chỗ này là bằng 27, vứt tiếp bằng 30 cơ mà, R bằng 30 cơ mà. 16 cộng 14, 30 chưa? Các cháu nhìn thấy không? 16 cộng 14, 30 chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Rất rất dễ luôn. Rất rất dễ luôn nè. Câu số 37, câu số 38 trông nghe vẻ hơi khó nhỉ. Để lại tí giải xem còn kiếm được câu nào dễ hơn không. Ui câu 39 cũng khó, câu 40 cũng khó. Thế bây giờ giải 37 trước vậy. Nhìn bốn câu này là thấy khoai lắm. Yên tâm có chú Bình đổ hết. Nhá. Nào bao nhiêu cháu muốn chú Bình giải full câu 37, câu 38, câu 39, câu 40 chấm cái xuống xem nào. Bao nhiêu cháu muốn chú Bình giải full câu 37, câu 38, câu 39, câu 40 chấm cái xuống xem. Để chú Minh độ xem nào. 37, 38, 39, 40 cần chú Minh độ để chấm cái xuống dưới cái xem nào. Nhanh 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 nhanh. Ok, thank you cả nhà đã ủng hộ chú Minh trong buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ là buổi học này cũng như là tất cả các bạn cháu vào đây ạ. Bạn nào muốn đăng ký các khóa học của chú Minh để được chú Minh độ thì vui lòng inbox cho fanpage nhá. Để chú Minh trực tiếp tư vấn cho các cháu ngay sau cái buổi live ngày hôm nay. Câu 37 nhá, chú Minh bắt đầu chữa câu 37 được không ạ? Sẵn sàng chưa? 37 nhá. Sẵn sàng chưa? Nào 37 này. Nào thì 37. Mình có ạ. Đầu tiên ấy, khi mà làm những cái câu như câu 37 này chúng ta phải để ý cho chúng mình một điều. Thứ nhất này,
x1 cộng H2O4 để tạo thành x3, và x3 phải là axit. Được chưa? Ok không ạ? X3 phải là axit. Thế mà để tạo thành ni lông 6,6 ấy thì nó là từ thành axit adipic cộng với lại hexa metilen diamin. Được không ạ? Được không ạ? Vậy vậy này. Vậy này. Mình có này. Vậy thì suy ra cái anh X3 chúng ta chắc chắn là axit adipic, bởi vì mình mới chứng minh nó là X3. Ok, vậy axit adipic nó sẽ là HOOC này, CH2 này, CH2 này, CH2, 1, 2, 3, 4, CH2 này, COOH, đây là axit đặc biệt đi. Nó là X3. Hay em khác anh X3 ta sẽ có công thức phân tử là C6H2468, 8 cộng 2 là 10, O4, C6H10O4 nhá. Vậy X3 chúng ta là C6H10O4. Ok chưa? X3 C6H10O4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố để mình tìm được X1, được không ạ? Các cháu nhìn kỹ nhá. C6 này. Vậy X1 là C6. H10 trừ đi 2 thì là H8. SO4, SO4 hết. O4. Na2. Được chưa? Vậy X1 chúng ta là C6H8O4Na2. C6H8O4Na2. X là C8H14O4. C8H14O4. Được không ạ? Nó là C8H14O4. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tố, mình tìm X2 nhé. C8 này trừ C6 này, vậy X2 là C2. H14 cộng 2 là H16. H16 trừ 8 thì còn H8. H8 trừ 2 thì còn H6. O4 cộng 2 là O6. O6 trừ O4 thì còn O2. O2 trừ 1 thì còn O. Vậy hai thằng X2 này là hai thằng C2H5OH cộng với anh X3 là anh C6H10O4 thì tạo thành anh X5 cộng nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng là ra được X5, đúng không ạ? Cái câu này chúng mình vừa mới chữa một câu dạng tương tự ở trong cái lớp óc của chúng mình luôn. Đây này, 2 nhân 46 cộng với cháu này là 12 nhân 6, 12 nhân 6 cộng 10 cộng 16 nhân 4 bằng được bao nhiêu, trừ đi 2 lần nước, trừ 2 nhân 18. Chết 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 chết. Đây, trừ đi 2 nhân 18 bằng 202. Các cháu nhìn rõ không? 202. 202, vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. 202. Rất rất dễ luôn. Các cháu có thấy dễ không ạ? Cực kỳ dễ dàng. Thấy không? Đấy, bây giờ chúng mình đổ tiếp các cháu có 38 nhá. 38 ạ. 38 sắp lấy 10 rồi. Ok không ạ? Câu 38. Hỗn hợp X gồm muối là C5H16O3N2 và C4H12O4N2 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Rồi cô cạn dung dịch thu được M gam hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y gồm hai muối. Được chưa? Và 2,24 lít hỗn hợp Z. Số mol là 0,1. Gồm hai amin no đơn chức. Hai amin no đơn đồng đẳng kế tiếp. Tỷ khối hơi xoáy hydro là 18,3. Vậy phân tử khối của nó là 18,3 nhân với 2 bằng 18,3 nhân 2 36,6 nhá. 36,6 ạ. 36,6. Được chưa? Ok chưa? Giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Thế thì có phải là bọn này tác dụng với NaOH nhá, bọn này tác dụng với NaOH được không ạ? Sinh ra muối được không ạ? Sinh ra muối này và Z này và có cả nước không ạ? Bản chất thì mình có này. Bản chất thì mình có này, số mol hỗn hợp khí này chính bằng số mol nước nhá.
chính bằng số mol nước, thì số mol nước ở đây thì chính bằng 0,1. Được không ạ? Chính là 0,1. Số mol nước chính bằng 0,1 nhé. Ok không ạ? Số mol nước mà 0,1 thì số mol nước này và số mol Z này chính bằng số mol NaOH cũng là 0,1. Ok không ạ? Thế thì vậy ở đây này, mình sẽ có này, mình đi bảo toàn khối lượng là xong. 0,1 này thì tác dụng với NaOH, nhưng mà thực ra thì bảo toàn khối lượng cái chỗ này cũng không được hay cho lắm nhá. Rồi mình làm đi ạ, 36,6 thì anh này lớn hơn 35. 35 là anh C 36,62 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp của tỷ khối cho hydro là 18,3. Thì 36 thì anh amin nhỏ nhất là anh 31 là CH5N. Vậy đồng đẳng kế tiếp lớn hơn của nó nhá. Vậy đồng đẳng kế tiếp lớn hơn nó chỉ có thể là C2H7N. Anh này là 31. Đúng không ạ? 12 cộng 5 cộng 14 bằng 31. Thì anh này bằng 45. Tỷ lệ đây. Đây là 36,6 trừ 31 bằng 5,6. 45 trừ 36,6. 8,4. 5,6 mà chia cho 8,4 thì bằng 2/3. 2/3 vậy thì đặt anh này là 2A, anh này là 3A. Mình có 2A cộng 3A thì bằng 0,1. Vậy suy ra A bằng 0,02. Được chưa? Với A bằng 0,02 thì mình tìm được số mol CH7N là bằng 0,04. Số mol của CH5N là bằng 0,06. Được chưa? Giờ đây bài hỏi này giá trị của M muối gần nhất với bao nhiêu? Được không ạ? Thế bây giờ chúng ta nhìn nhá. Chúng ta nhìn ạ. Hai muối này tác dụng với một lượng NaOH vừa đủ đun nóng đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn và cô cặn dung dịch thu được M các môn hợp gồm hai muối. Được chưa? Là hai amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tỷ khối hơi so với lại hydro là 18,3. Giá trị của M gần nhất với giá trị nào? Thế thì khi mình có hai muối này rồi thì mình có này. Đầu tiên thì xây dựng anh này axit hai chức đã. Được chưa? Axit này là axit hai chức nên chúng ta sẽ có là COO này. COO này. Thế thì anh này là C4 rồi. Thế thì nó chỉ có thể vừa với lại thằng CH5 thôi. H3N CH3 H3N CH3 chỉ anh này mới vừa, đúng không? Nhìn đúng C4 không? H12 nhé, N2 nhé, vậy chính anh này. Được chưa? Thế còn anh này thì vậy thì suy ra này, anh này là chỉ là CH5N và anh này 0,6 vậy chia cho hai cái gốc này. Được không ạ? 0,6 mà chia cho hai cái gốc này thì còn 0,3 đúng không? Thì còn 0,3 mà. Được chưa? 0,03. Thế tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ, cái anh C5H16O3N này. Đây là O3. Thế vào chỗ này là C2H7N. O3 thì mình nghĩ đến vấn đề khác là một muối của axit khác đây. Nó cũng là đây ở đây để bài nó là thu được hai muối mà. Nhá. Vậy đây là COO. Nhưng mà COO như này không ổn. Đúng không ạ? Vậy mình nghĩ đến thằng này này. CO3. Đầu này là CH5N. Thằng này mới có 1C vậy còn 2 carbon. Rồi 4 vậy chỗ này là C2H5NH3. Đây là C2H5NH3 nữa. Được không ạ? Vậy đủ là C4 cộng 1 là C5 nhé. 16 nhé. O3N. 2. Được chưa? Vậy này sẽ là 0,04 mà chia cho 2 gốc này thì còn 0,02. Được không ạ? Đây là muối amoni rất hay thi ạ. Vậy hỗn hợp Y gồm hai muối chúng ta sẽ gồm ạ. Muối là muối COONA. Tất cả hai lần số mol là 0,03. Và muối thứ hai là muối Na2CO3. Được không ạ? Vậy ở đây mình có này, Na2CO3 là 0,02. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn mình tìm được M muối bằng 0,02 nhân 106 cộng 0,03 nhân 2 nhân 67 bằng 6,14 gam. 6,14 gam thì là gần nhất với lại 6,15. Các bạn chúng ta bán gì? Nhưng ạ, đây mới chỉ là cách làm chậm cho câu 38. Các cháu ạ, đây mới chỉ là cách làm chậm cho câu 38 thôi. Và bao nhiêu cháu muốn nhìn cách làm nhanh của câu 38 ạ? Bao nhiêu anh em muốn nhìn cách làm nhanh của câu 38 ạ? Câu 38 này mà làm được cách làm nhanh cực luôn.
H16O3N2, C4H12O4N2 tác dụng với NaOH vừa đủ. Này chỉ những đây đờ giờ chúng mình chỉ phô cái skill này cho những cái cháu nào mà nhiệt tình comment đáp án và xem chúng mình từ đầu đến giờ. Với đây một cái chiêu mà chúng mình dạy trong lớp live VIP ạ. Để tạo thành muối này. Cộng hỗn hợp khí Z này. Số mol là 0,1 này. Tỷ khối hơi là 18,3 nhân với lại 2 thì bằng 36,6 này. Gam trên mol này. Cộng với nước này. Mình có luôn luôn số mol Z thì bằng số mol của nước 0,1 và bằng số mol NaOH 0,1. Được không ạ? Và số mol đằng này thì cũng bằng số mol ban đầu này là 0,1. Ok không ạ? Bằng số mol ban đầu ạ. Số mol ban đầu là 0,1 à không 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 được. Đó, ở đây đề bài không cho ta khối lượng muối. Ở đây đề bài chỉ cho ta cái anh này thôi. Được chưa? Không, mình vẫn phải viết đấy các cháu ạ. Câu này không có cách giải nhanh đâu. Câu này chỉ giải nhanh ở đến đây thôi. Có nước nhưng mà ra được muối nhưng mà không giải được thêm, chỉ giải đến đây thôi ạ. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Không không, chú Minh tưởng là có cách làm nhanh được nhưng mà không không nhanh được nhá. Sorry cả nhà. Câu 39 ạ. 39 đáp án gì? 39 nào, 39 nào. Uầy, 39 nhìn thấy cũng tê mắt. Đốt cháy hoàn toàn amon. Câu 39 ạ. Đốt cháy hoàn toàn amon X là trieste của glycerol và axit đơn chuyển bạch hở. Là trieste CX HI O6. Axit đơn chuyển bạch hở. Đốt cháy amon thì thu được B mon CO2 và C mon nước. Ở đây đề bài cho B trừ C bằng 5A. Chia A bằng 5. B là số mol CO2, C là số mol nước, A là số mol cháy bằng 5. Thì có phải thằng này trừ này chính bằng K trừ 1 không ạ? Suy ra K bằng 5 cộng 1 là 6. K là số liên kết pi ở bên trong này. Thế mà số ở bên trong anh này thì có 3 liên kết pi COO. Vậy do K bằng 6 chúng ta tìm đây suy ra nó sẽ có 3 pi CC. À với offline của chúng mình thì đứa nào chả thấy bình thường. Được chưa? Hiro hóa hoàn toàn M gam X thì cần hiro 6,72 chia 2,4. 6,2 chia 2,4 bằng 0,3. Thì chú ý ạ, tác dụng với hiro thì PCO thì không tác dụng mà PCC mới tác dụng. 3P thì ăn 3 hiro. Vậy suy ra số mol của X sẽ bằng là 0,3 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,1. Được chưa? Để hiro hóa hoàn toàn M gam X là phần khác nhá. Thì thu được Y ethanol là 86,2 gram. Vậy ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của X cộng khối lượng của hiro thì bằng khối lượng của Y. Vậy tới đây mình tìm được khối lượng của X bằng 86,2 trừ đi 0,3 nhân 2 bằng 86,2 trừ 0,3 nhân 2 bằng 85,6. Vẫn đun nóng M gam X này với 0,5 mol cao hắt. X biết số mol rồi, 0,1. Với NaOH 0,5 thì thu được xà phòng cộng glycerol C3H8O3. Được không ạ? Thế thì ở đây mình có là anh này 0,1, anh này 0,5, vậy NaOH phản ứng là có 0,5 thôi. Được chưa? Vậy tính theo bằng X. Vậy C3H8O3 nó bằng là 0, mấy ạ? Nó bằng là 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng, chúng ta tìm được giá trị của M2. Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng của X cộng khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của chất rắn cộng khối lượng của glycerol C3H8O3. Mấy chúng ta vừa tìm được bằng 85,6 bên trên nhá. 85,6
cộng m na oh là 0,5 nhân 40 bằng m chất rắn cộng m glycerol là 0,1 nhân 92. Vậy tới đây chúng ta tìm được m chất rắn. Được chưa? KH à? Ôi chết, KH. Sorry, tí chết. Nhân 56 ạ. 85,6. Thank you các cháu nhá, nhân 0, cộng 0,5 nhân 56 trừ 0,1 nhân 92 bằng 104,4 gam. 104,4 gam, vì vậy nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. 104,4 gam các cháu nhá. Lại một câu khó nữa đã được chúng mình cần tìm. Câu số 40, câu cuối cùng. 40 câu số cuối cùng. Nhưng mà nó lại là một câu cực kỳ hay ạ. 40 ạ. 2STXY có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Chỗ nào học chúng mình từ đầu thì thấy là câu này chúng mình chữa rất là nhiều. Chữ hồng men trong phân tử cho 6,8 gam số mol chia cho 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 0,05 mol. Tác dụng với đá mắt dư, lượng đá mắt tối đa phản ứng là 0,07. Điều này chứng minh một điều ạ, là chắc chắn trong bọn này có ST của phenol nhá. Chắc chắn trong bọn này có ST của phenol, được không ạ? Suy ra này, mình có này, số mol NaOH chia số mol ST 0,07 chia 0,05 bằng 1,4. Vì vậy nên suy ra là có gồm hai anh ST. Một là ST của ancol, một là ST của phenol. Mình đặt số mol ST của ancol là A, số mol ST của phenol là B. Được không? Mình sẽ có hệ phương trình A cộng B thì bằng số mol ST là 0,05. ST của ancol thì ăn 1 NaOH, ST của phenol thì ăn 2 NaOH, 0,07. Vậy tới đây mình tìm được B bằng 0,03, A bằng 0,02. Được chưa? Tác dụng với NaOH 0,07 thì thu được 3 muối, dĩ nhiên là cộng ancol và cộng nước. Số mol của ancol thì bằng số mol ST của ancol là 0,02. Số mol của nước thì bằng số mol ST của phenol là 0,03. 6 gam 3 muối. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Mình có 6,8 mà khối lượng tổng ST cộng khối lượng NaOH là 0,07 nhân 40 bằng muối là 6 gam cộng với phân tử khối của ancol nhân 0,02 cộng m nước là 0,03 nhân 18. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phân tử khối của ancol. 6,8 cộng 0,07 nhân 40 trừ 6 trừ 0,03 nhân 18 bằng chia 0,02 bằng 102. Mà do bọn này là ST đơn chức nên ancol này nó là ancol đơn chức. Và ancol đơn chức thì nó sẽ có dạng là ROH. Suy ra R bằng 1,2 trừ đi 17 thì bằng 85 nhá. 85. 85 mà chia cho 14 thì bằng 6. Vậy mình nghĩ ngay đến C6H. 85 trừ 12 nhân 6 bằng 13, 106. Đâu xem nào. 6,8 cộng với 0,07 nhân 40 trừ đi 6 gam 3 muối trừ đi 0,03 nhân 18 bằng chia 0,02 bằng. Ôi, mỗi lần chia lại khác nhau. 6,8 cộng 0,07 nhân 40 cao quá, là nó cao quá, trừ đi 6 gam 3 muối trừ đi 0,03 nhân 18 bằng, được chưa, chia 0,02 bằng 158.
153. Chúng mình đang bị tính nhầm chỗ này này. 6,8 này cộng với này 0,07 nhân 40 này trừ đi 3 muối là 6 gram này trừ đi này mở nước a à, nước đúng là 0,03 rồi. 0,03 nhân 18 bằng 3,06 chia cho 0,02. Phân tử của alcohol nhân 0,02 mà. 153. 153 chứ. 153 mà trừ đi 17 thì bằng 136. Chia cho 12 eo to thế. 136 chia 12 bằng 11. C11 không phải to rồi. Số mol ancol của chúng ta thế vừa nãy chúng mình tính nhầm à? A cộng B bằng 0 cộng 5. À đây, đây 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 chết đúng thật nhầm từ đây ạ. 2B trừ B thì bằng 0 cộng 2. Thằng này bằng 0 cộng 3. Sorry. Ancol ở đây bằng 0 cộng 3. Nước ở đây bằng 0 cộng 2. Đấy chúng mình tính nhầm từ đây ạ. Ancol nhân 0,03, nước nhân 0,02. Sorry cả nhà. Đây, đây 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 tính nhầm đây. Vậy mình sẽ có phân tử khối bằng 6,8 cộng 0,07 nhân 40 trừ 6 trừ 0,02 18 bằng chia 0,03 bằng 108. Anh này 108 vậy R bằng 108 trừ 17. 91. Ok chưa? 91 mà chia cho 14 thì bằng 6,5. 6,5 thì mình nghĩ đây là C7 đi ạ. C7 thì H 12 nhân 7 bằng 91 trừ N bằng C7H7 OH. Được không ạ? Ancol là C7H7OH thì mình nghĩ ngay đến nó là C6H5 CH2OH. Được chưa? Vậy STE của ancol. Vậy STE của ancol chúng ta nó sẽ là gì ạ? HCOOC H2 C6H5 nhá, HCO CH2 C6H5. Ok chưa? Vậy ở đây mình có này ST của phenol nhá, ST của phenol. Thế bây giờ mình có khối lượng này là thu được 3 muối rồi. Yêu cầu đây là 3 muối. Vậy ở đây bắt buộc nó phải là 3 muối thì nó không thể có đầu HCO được. Vậy một muối của nó phải là CH3COOC6H5. Đúng chưa? Đấy. Thì ST của phenol mà thì có phải như vậy thì nó mới cho được 3 muối là CH3COONa, C6H5ONa và HCONa không? Vậy 3 muối chúng ta sẽ gồm này. HCOONa, CH3COONa và C6H5ONa. Đúng không ạ? Để bài hỏi khối lượng muối của axit carboxylic phân tử khối lớn hơn. Chú ý là muối của axit carboxylic thì ở trong này mình chỉ xét HCONa và CH3CONa. Thế mà thằng có phân tử khối lớn hơn là CH3CONa. Vậy số mol ST của phenol là 0,02. Thì anh này bằng 0,02. Được chưa? Mình có 0,02 nhân 82. 0,02 nhân 82 bằng 1,64 gam. 1,64 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok các cháu hiểu bài không ạ? Ok các cháu hiểu bài không ạ? Vừa nãy chúng mình tính nhầm một chút, tại vì chúng mình không ỷ lại vào việc chúng mình tính nhầm. Là tính nhầm mà chúng mình không bấm máy tính thì chúng nhầm 0,07 chứ 0,05 bằng 0,03. Cảm ơn cả nhà đã chỉ ra cái lỗi mà tính nhầm rất là vớ vẩn của chúng mình ạ. Ok, thank you cả nhà. À, hẹn gặp lại cả nhà vào các buổi livestream tiếp theo của chúng mình nhé. Đúng rồi ạ. Hôm nào chúng ta cũng sẽ có buổi thi như thế này ạ. Ok ạ. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày mai của chúng mình ạ. À, nhớ click nút chuông cũng như là đặt xem trước fanpage của chúng mình nhé. À, tối thứ bảy nào cũng thi thử, 8 giờ thi thử. Và tối chủ nhật nào chúng mình cũng livestream để giải chi tiết. Tạm được chưa? Ok. Nhớ đặt xem trước fanpage để và click vào nút chuông để nhận thông báo khi chúng mình livestream nhé. Bye bye. Chào tạm biệt các cháu.